quốc mẫu là Hồng Nam Bang, quốc mẫu là Hồng Tiên Chúa Tài Lộc Nghi Giáng Đồng chứng minh. Biết đến Chúa bà.
còn ai thật nỡ đừng sai. Cho các ghế giàu sang đời đời, đem
cho các nghề một đời giàu sang. Con cháu là hồng ý.
thật thông nghe chúa mới hiền. Thần thông chúa mới hiện giờ tin giờ tí hiện là linh thần phù tuất còn ngọ chúa độ cho người tu. Phục
ngỡ lành thọ hưởng, muốn đi phần tốt tươi thay tên đổi số cho đời ai. Thank you.
thương cô về chuyện văn các quan ta bắt có đường ban đào đánh đánh chuyện văn có đôi ngà Chúa đệ nhất thiên là
hồi cung nguyện đồ chùa bói bao xa Bắc Giang yên thế là người thân thành xa hồi cung lễ mẫu hòa bình này đi lễ mẫu hòa bình sông là sơn thủy một mình chúa trông con thành xa hồi cung năm miếu rõ ràng năm thương năm miếu rõ ràng ngũ vương bản cảnh chúa bà thank you.
cảnh cơ biết đi xa lại được lòng nhiều phút biến đi về nơi bàn cảnh sai cô hầu cần bật nên sân hoa nếu ai mà nhào bán chúa bà về đầu đồng làm lễ dâng nhang dâng lên chư Phật mười phương độ trì tay dâng nhang niệm niệm từ bi tam tòa tiên thánh chứng chi cho đồng ý xanh ra người tiên nữ bước khoan thai
Chúa Loan giá về đây, lộc ban cho khắp hết gần xa, tiếp lộc về đã cho khắp mọi nhà. Chúa đã về đây, Chúa thương chúng con chứng tâm cho thanh đồng. Mặt mặt trời chưa khuất, đàn chim nao đứt vô cánh bay xa. Mừng ngày đầu xuân con rước Chúa về, có tiếng hát cùng với tiếng đàn cùng im nhạc ngân khúc ca vang. Dốc dốc ngơ bên sườn núi, so lưng đều người mèo vui. Ngày làm cho liệt vị tay chân phải đi thế.